Chăm lo cho các đối tượng yếu thế là nhiệm vụ mang ý nghĩa an sinh xã hội. Vì vậy, luôn được các cấp thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao, trong đó có công tác chăm sóc y tế, công tác chăm sóc sức khỏe cho hộ cận nghèo và người khuyết tật. Ông Hoàng Phúc An co cơ bẩm sinh, hồi nhỏ thì bố mẹ chăm sóc, sau khi bố mẹ qua đời thì em gái ông đảm nhiệm công việc này hàng ngày. Danh sách người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật nặng đều được Phòng Lao động Thương binh Xã hội, Phòng Y tế quận Hoàn Kiếm và trạm y tế của 18 phường trên địa bàn nắm rõ để thực hiện các hoạt động hỗ trợ, khám bệnh miễn phí và tư vấn chăm sóc sức khỏe. Ông An là một trong số hơn 140 người đăng ký khám bệnh tại nhà vì không thể đi lại. Những người khuyết tật nặng như bác An đây thì là thường xuyên là năm nào cũng trạm y tế và ủy ban phường cũng đến thăm hỏi động viên, cả khám định kỳ sức khỏe luôn. Với điều kiện gia đình và tình trạng của anh thì việc đưa đi khám thì rất là khó khăn. Thế nên là khi nhận được chương trình này thì gia đình chúng tôi rất là cảm ơn các cấp chính quyền, đảng và nhà nước. Quận Hoàn Kiếm có khoảng 504 người khuyết tật, người trong hộ cận nghèo. Hàng năm quận đều rà soát danh sách và mời những người yếu thế này tới khám sức khỏe và nhận quà tặng tại phòng khám đa khoa của quận. Người dân thuộc diện này được các y bác sĩ của phòng khám kiểm tra sức khỏe tổng quát, siêu âm, xét nghiệm máu và cập nhật thông tin lên sổ sức khỏe điện tử cá nhân. Tại các phòng khám trong những đợt mà khám cho người khuyết tật thì Ủy ban nhân dân quận cũng tổ chức khám tổng quát, khám các chuyên khoa răng hàm mặt, tai mũi họng, đồng thời có làm những cái siêu âm, làm xét nghiệm các chỉ số máu thông thường. Quá trình khám phát hiện mà có bệnh thì chúng tôi sẽ lập tức là tư vấn, hướng dẫn người bệnh, người mà có vấn đề về sức khỏe là tiếp tục quay trở lại để khám chữa bệnh thông thường, sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe, quận cũng rất quan tâm đến công tác an sinh xã hội cho người yếu thế, nên cũng có kế hoạch huy động nguồn lực hỗ trợ hộ cận nghèo tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Đã chỉ đạo với bảo hiểm xã hội quận phối hợp với các phường rà soát các cái trường hợp để thực hiện theo nghị quyết của hội đồng thành phố. Và những trường hợp hiện nay nằm trong hộ cận nghèo thì ngoài cái ngân sách thành phố hỗ trợ là 5% thì quận cũng đã triển khai việc vận động các doanh nghiệp để hỗ trợ đối với 50% còn lại để mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các đối tượng hộ cận nghèo. Và năm nay thì quận đã tổ chức trao 19 sổ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho các hộ người trong hộ cận nghèo. Và chúng tôi cũng tiếp tục rà soát để phấn đấu là tất cả những người trong diện hộ cận nghèo, người khuyết tật trên địa bàn sẽ tiếp tục được quan tâm chăm sóc, để phấn đấu 100% người dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm được chăm sóc sức khỏe. Sự quan tâm hỗ trợ kịp thời của các cấp chính quyền đối với người yếu thế trong xã hội góp phần cùng thành phố thực hiện mục tiêu quản lý và chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn.